tiên tôi được tham dự một giải đấu đua mô tô trong hệ thống vô địch châu Á cùng với cả Honda Việt Nam, thì cảm nhận đầu tiên của tôi đó là cái sự chuyên nghiệp. Chúng ta biết là để đua mô tô được thì các vận động viên cần có một cái đội ngũ chuẩn bị rất là hùng hậu và cẩn thận kỹ càng, thì rõ ràng Honda Việt Nam đã và đang làm được điều này. Chúng ta có một đội ngũ kỹ thuật viên có thể nói chuyên nghiệp và cũng rất là hiểu về đua mô tô và đã làm nhiều năm. Bên cạnh đó thì Honda Racing Team của Việt Nam cũng đang phối hợp cùng với cả một câu bộ nữa của Malaysia. Điều này giúp cho các vận động viên Việt Nam cũng học hỏi thêm được rất nhiều kinh nghiệm từ các vận động viên của Malaysia và từ các cuộc đua như thế này.